Sau một tháng phát động, hôm nay tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội môi trường Ngừng thờ ơ hay ngừng thở, quy tụ rất nhiều những sản phẩm, tác phẩm trang trí nghệ thuật, những ý tưởng xanh độc đáo được làm từ rác thải như là rác thải nhựa. Đặc biệt đồng hành với hàng trăm bạn trẻ trong sự kiện này còn có vị khách mời danh dự Đức Gawang Rukpa, bậc lãnh đạo tâm linh của truyền thừa Rukpa, nhà hoạt động thiện hạnh và môi trường nổi tiếng thế giới. Với chủ đề ngừng thờ ơ hay ngừng thở, ngày hội quy tụ các gian hàng xanh với nhiều sản phẩm ý tưởng độc đáo và ứng dụng thiết thực vào đời sống, được làm từ rác thải nhựa, một loại rác rất khó phân hủy. Các sản phẩm của em được làm từ bề cạc tông, chai nước ngọt để làm thành những sản phẩm đèn trang trí cho gian nhà để tiết kiệm năng lượng. Thì em muốn truyền đến mọi người một tinh thần là không có gì là lãng phí cả. Chỉ cần chúng ta có ý tưởng và chúng ta có sức hành động thì chúng ta có thể biến những cái mà không có giá trị cho nên một thứ có giá trị và làm cho cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn. Những chất liệu gây ô nhiễm giờ đây đã được tái chế thành những vật dụng rất hữu ích, đề cao tinh thần bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nguyên liệu, đã thu hút người dân đến tham quan. Tôi đi ngang tôi thấy những cái gian hàng mà trưng bày những cái sản phẩm tự sáng chế là tôi rất là thích, tôi cũng muốn học hỏi để về dạy lại cho con trai, rồi khuyến khích con trai vì khuyến khích gia đình nên bảo vệ môi trường. Với những hoạt động thiết thực của các bạn trẻ cùng với những chia sẻ của khách mời danh dự Gawang Rukpa về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ngày hội kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, xây dựng môi trường ngày một trong sạch, an lành.